run it back. Hello, chào mọi người trở lại với channel của mình, Miruku đây. Thì hôm nay như thường lệ mình sẽ lại review một món đồ chơi mới. Mà hôm nay thì nó sẽ không phải là Transformer nữa. Thì như cái tiêu đề các bạn đang thấy ấy, thì mình sẽ giới thiệu một bộ đồ chơi là một nhân vật game. Nhân vật game là mình rất là thích, mình chơi nó rất là lâu rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới có cơ hội, mới có tiền để mua được em nó. Đây, chính là Cold War phần 3 nhé. Và đương nhiên là nhân vật chính chính là Kratos Ghost of Sparta. À, bóng ma của thành Sparta, Kratos. Đây, zoom gần lại nào. Sẽ có một cái đầu thay thế. Phụ kiện sẽ đi kèm là hai thanh này là Blade of Excel chứ không phải là Blade of Chaos. Đấy, cái này là cái gì nhỉ? Cái này gọi là bộ lông cừu vàng của Jason đấy, nhưng mà cái là cái khiên phản đam. Rồi hai cái găng này tên là gì nhỉ, mình quên đây. Hai găng của thằng Hedwig đấy, đối với Hedwig thì là lấy được hai găng này đấy. Ở ngoài là như này, cái vỏ đây nhìn rất là đẹp. Của NECA. Đấy, đây là mặt đằng sau. Rồi, khui hàng. Này là mình mới lấy chiều nay. Vừa lấy chiều nay xong nên là tối quay clip luôn cho nó nóng. Con này cũng thuộc dạng hàng lâu rồi. Nhưng mà bây giờ mình mới có khả năng mình mua. Unbox. Đấy. Tốn thời gian cắt nữa nha. Rồi, trước mặt chúng ta đây đó là nhân vật chính Kratos. Và dưới đây sẽ là những phụ kiện đi kèm của em nó. Úi cha. Chưa gì đã xỉn, chưa đánh nhau đã ngất rồi. Chờ tí nhá. Rồi, cho làm đi đã. Đấy, hai cái găng tay. Cái gì mà tên nó là gì, cái gì mà Cetus ấy, chả nhớ nữa. Đây là hai thanh Blade of Excel. Đấy, lưỡi dao đoạn đầy. Rất đẹp nha. Đường vân, rồi hình đầu lâu. Đấy, cũng khá là chi tiết. Đây là cái đầu thay thế. Đây là cái đầu mà không ức chế. Đây là cái bản mặt bình thường của anh ấy. Còn đây là cái bản mặt mà ức chế. Đấy, bản mặt đang giận dữ. Xuyên suốt phần 3 là suốt ngày mặt anh chỉ như thế này thôi. Nhăn nhó, cáu cẳng. Đấy. Còn đây là cái phần dưới của cái gọi là cái khiên đi, cái khiên phản đam này. Đây thì lắp vào đây. Lỗ này. Hàng action figure nên không có gì nhiều. Lắp. Đấy. Là xong. Nha. Rồi. Đây thì nói sơ qua cho những ai không chơi game này thì đây là vũ khí nó như nào nhỉ? Là vũ khí hạng nặng. Đấy. Đánh thì rất là cồng kềnh, nhưng mà ra đấm phát nào ra phát đấy, đấm phát chết luôn cũng được.
Còn đây là bộ vũ khí xuyên suốt, đây là bộ vũ khí chính xuyên suốt cả game luôn. Ngoài ra là đúng ra là nó sẽ có thêm một cái đầu của thần mặt trời nữa cơ, nhưng mà chắc là nó bạo lực quá nên là nó không nhét vào. Với lại cái cung, chắc cái hộp nó chỉ lấy những cái nó chỉ lấy những cái vũ khí gọi như là nổi bật nhất thôi, nhét vào đây. Được một bên, bên này cũng thế. Chưa, như đấu sĩ luôn, đứng phát chết luôn, nên nó khá là nặng, cầm cái này khá là nặng. Và cái phần dưới này thì nó cũng tại vì nó dính cái khố này nên là điều khiển nên là chỉnh cái chỗ này nó cũng bị kẹt. Còn này thì thoải mái, ok, hàng mới mua nên là khớp vẫn còn khá là cứng. Đây là cái giày là cướp của thần thần đưa thư, thần truyền tin, Hermes thì phải. Đấy, anh sao ra xem nào. Nhưng có cái mình không hiểu là tự dưng sao lại hai cái này lại tự dưng lại cùng một phía nhỉ. Đúng là cái này phải quay ngược lại chả biết. Đấy, nói chung là mình cũng không có gì nói gì nhiều về con đồ chơi này. Nó cũng thiết kế coi như là gần nhất với game nhất có thể và mình thấy nó đạt được. Xét tổng thể thì nó đẹp, nhìn hơi bặm trợn tí, cái chỗ này mình không quen lắm. Thường thường mình chơi Kamen Rider hay là cái gì Transformer ấy thì nó cái phần này nó không có, hoặc là chơi Kamen Rider cái phần này nó phần giáp. Tự dưng giờ chơi sang NECA thì cái chỗ 6 múi nó lại rẽ ra cái đường này, nhìn nó hơi buồn cười, không quen mắt lắm. Nhưng mà xếp tổng thể thì rất là đẹp, thế là ok. Này thì để hai cái lưỡi dao vào đây cho nó gọn này. Đấy, chật như nước cất luôn. Xoay lại, đứng bắt đầu nhét hai cái găng đô bốc này vào đây là xong. Ui cứng quá, nó có mẹ được cái này nhỉ, sợ thế. Nhiều khi đồ mới quá khớp còn cứng mình mạnh tay nó lại hỏng ra. Đấy, chưa, xịn quá xịn nhỉ. Vũ khí nặng, vũ khí nhẹ, cầm nặng quá mặc cọc luôn, cọc hết cả người. Đấy, con này là nếu mình không nhầm là mình mua chính hãng, chính hãng mua bây giờ cũng rơi vào khoảng 750, thì tính ra cái số tiền đấy thì so với mình bây giờ nó cũng không đắt lắm, mình có thể mua được. Cách phân biệt là cách phân biệt giữa hàng hàng fake hàng hàng fake với hàng au là nhiều cái chỗ này. Đấy, nếu mà hàng fake ấy thì cái chỗ cái làn ngay não, mở nhỉ, cái làn ngay não này con này nó trồi lên nhìn rõ lắm. Với lại cái não này, ngay cái hộp sọ này nó phình ra này cơ, phình to. Đấy, mà nhìn mặt nó cũng không, nó sẽ không đều cái này đâu, mặt nó sẽ bị lem lem tí thì cũng không trách được, tại vì đó là hàng fake mà, nó đã nhái hết sức có thể rồi. Còn một cái nữa là mình có thể giúp phân biệt nữa là giả sử nếu mà các bạn mua ở đâu đó,
Đấy, mua ở đâu đó trên mạng thì đây. Hàng fake thì cái chỗ này nó sẽ là một cái đầu tròn chứ nó không thẳng như này. Không, cái đầu ở đâu? Cái chỗ này chứ. Cái chỗ này nó sẽ là một cái khớp này, cái khớp tròn tròn vo. Còn hàng hàng xịn là nó sẽ như thế này. Đấy. Đấy là những gì mà mình có thể phân biệt được giữa đồ thật với đồ giả. Nhưng mà đấy là chỉ trong trường hợp mà các bạn có thể check được bên trong cái lõi này nhé. Check tức là các bạn đã cầm được configure trên tay. Chứ còn nếu mà đem đi so sánh hàng thật với hàng giả mà qua cái hộp ấy thì nhìn không thể nào mà biết được luôn. Như mình nhìn vào, mình coi trên clip mấy người review cũng thế, so sánh nhìn vào cái hộp nó cũng y chang nhau, nó không khác tí nào hết, nó cũng không có tem tem mà tem chống hàng giả. Đây là cái hộp hàng thật đây, nhưng mà cũng không có tem gì hết đấy, không có tem gì hết. Nên một cái nó nhái cái một dễ lắm. Lại có một cái nữa là hơi sai lầm của mình là trước khi mình mua con này là mình đã có mua một con nữa rồi. Đấy. Ấy đây. Có một hộp đây rồi. Xong rồi tự dưng cái này là mình mua lại của một bạn ở trên mạng. Bạn ấy bán lại 450. Lúc ấy mình cũng không biết giá còn thật là bao nhiêu tiền. Nên mình hẹn là mình mua mua của bạn này luôn. Đấy. Rồi mình lúc đầu là mình cũng cứ tưởng con này là con fake. Nhưng mà thật ra là lúc mang về nhà rồi kiểm tra thì mới biết là con này là cũng là con này cũng là hàng Âu luôn, hàng 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 chính hãng luôn. Nên là giờ tự nhiên dư ra hai thằng Kratos. Nên là thôi, mình đang tính là sẽ đi custom con này lại, đi custom bộ này lại, custom bộ này lại bôi đen cái thằng này đi, cho ra cái phiên bản Fear Kratos đấy, cái phiên bản mà tội lỗi của thằng của thằng này, này. Đấy, cái tâm cái gì, cái gọi là gì nhỉ? Cái lương tâm, cái tâm, cái bản tính ẩn sâu bên trong của thằng này này, đấy, nên nó chỉ là bôi đen hết nguyên người luôn, nhưng mà cái phần này nó sẽ là đỏ óng đấy. Và hiện tại mình sẽ đi cất cái bộ này lại, còn cái này giữ nguyên tại mới mua mà nhìn nó còn mới cứng thế này, bóng bẩy đấy. Rất, nói chung là xài ok. Đây là con NECA, con figure của hãng NECA đầu tiên mà mình sở hữu. Thì nó như nào nhỉ, so với SHF thì không, thật ra cũng không so sánh như vậy được, mỗi thứ nó có một cái hay riêng. Nói chung là cũng được, mình cũng nên tiếp thu những mặt hàng khác đấy. Có mỗi chỗ con này thì mình thấy có mỗi cái mình không ưng ý lắm là tự dưng nó vướng cái khố này. Đấy, cái chân này nó cử động rất là khó nhé. Rồi mình không biết là nó có cái có cái khớp nào nó kéo được lên ngang tại đây đây được. Được này. Nhưng mà cứng quá. Mình không dám cử động nhiều. Đấy. Chỗ này nó bị hạn chế cái chân này. Này, tạo thế cũng hơi khó đấy. Đó. Mình trước. Xịn quá xịn. Anh nhân vật ngầu lòi anti hero đấy. Thằng này cũng là một trong những hình tượng phản anh hùng đầu tiên đấy, phản anh hùng đầu tiên của thế giới game ấy. Hồi nào giờ chơi hồi nhỏ giờ chơi game toàn là anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng cứu thế giới, có đúng thằng này là hận thù người đi chém giết hết người này đến người kia. Nhưng mà anh là nhân vật chính mà. My vengeance ends now. À. Rồi,
Đây là tất cả những gì mình có thể nói về cái bộ sản phẩm này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và comment cho mình biết ý kiến của các bạn ở bên dưới để mình có thể đọc được. Và nếu có gì khúc mắc hoặc là cái gì đó mình làm chưa tốt, mình có thể dựa vào những comment đó của các bạn để làm được những video tốt hơn. Hẹn, xin chào. Go, go, go! Spin it back.